Hello, chào bạn trở lại channel mình. Tiếp theo mình làm clip cây Slide GP ở chế độ đấu headshot đấu trường. Một map lâu mình cũng không chơi, cũng ít chơi map đấu trường, cả lâu mình không chơi đấu headshot. Đấy, cây có một skin rất đẹp. Theo mình thấy thì đây một cây súng có skin thuộc dạng chất. Đấy, không màu mè nhưng nhìn thanh thoát, ấn tượng. Ngày xưa thì mình cày lên trung sĩ cũng vất vả để mua khẩu này với AN94 đây. Một số bạn mua khẩu RPK để chơi zombie. Như bạn thấy này, thì khẩu này bắn táp rất sướng, ổn định. Đấy. Trong dòng Skyline không có khẩu nào phế cả, Skyline đều rất ngon, dòng Skyline tuyệt vời luôn. Ấy 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 ấy, tuyệt vời. Nữa rồi, một khẩu súng rất ngon. Nói chung đồ GP, hàng bình dân mà. Cái thằng Diệp Vấn này vẻ nghi này, chạy mình thấy có vẻ chạy nhanh hơn nhỉ. Thử check đã. Đủ lại thằng này nữa, có vẻ mình thấy thằng này vẻ giống như kiểu hack chạy nhanh nhỉ, bạn thấy chạy nhanh. Rồi, để bạn check đi. Nói chung hack mình chơi luôn, chấp luôn hack sợ. Nói chung xã hội bây giờ nguy hiểm lắm, cao cấp đến cao cấp, thứ cấp ngô cấp hack chấp hack từ hack ngầm, hack tinh vi hack. Rồi các bạn bay vào thấy mạng mình làm gì, một khẩu súng gọi là biểu tượng cấp cao một thời đấy, ngày xưa là trung sĩ nhỉ. Trung sĩ những cày rất vất vả, còn bây giờ thì rất dễ để cày một trung sĩ, thậm chí là cày lên tướng, tướng cày mấy ngày. Ôi trời, hôm nay mình chơi tầm hơn 5 phút thôi, cho bạn xem. Chứ sợ chơi lâu quá, sợ bạn coi chán. Cái gì cũng vậy, ăn ít thôi. Đấy, ăn ít thì ngon, chơi ít thì thèm, chơi nhiều quá chán. Thấy khẩu này bắn táp rất ổn định và táp tầm hai ba viên một lúc ngon. Đấy. Bắn độ giật không cao mà độ giật thấp. Đấy. Bắn sướng, bắn táp bắn về. Đấy. Bắn gần phải sấy được. Định mệnh khổ thế. Ui giời, đây mình có vẻ nghi thanh niên Diệp Vấn này nhỉ. Và tiếp tục đi. Kiểm tra mấy thằng này. Đây, cái tầm nã vào đầu. Còn này bắn, ngày xưa bắn đấu đội phê lắm chứ. Giờ như bạn cũng, chắc giờ nhiều bạn cũng còn đang sử dụng. Bây giờ Ska Fly free rất nhiều. Từ Ska Black, Ska USS này. Với cả Ska US, UGS cũng có. Đấy, rất nhiều. Ska Ultimate Silver nữa. Nói chung hàng Ska Fly bây giờ có mỗi Ska Fly Red Dragon. Chưa free thôi, DS GP thì mình chả nói gì, ôi nữ thì đã. Để làm sao, đấy, ui trời, thanh niên ngồi đái. Ơ đù, không chết à? Đừng có đùa vậy chứ. Ơi, tự nhiên ra chết, tiến mạnh nó. Đây, thấy cách delay rút súng rất đẹp. Nó kéo ngang này đấy, rất dứt khoát. Nói chung ổn. Bắn headshot đoạn tập trung một tí. Nói nhiều như mình bắn dễ hay chưa chết lắm. Nói nhiều. Đây hôm sau mình hôm sau bạn mà thấy mình bắn cây sực hồ tốt Skala này bạn thấy cũng ổn ấy, thì bạn comment bên dưới. Thì bạn thích mình cầm khẩu này bắn đấu đơn hay đấu gì thì bạn cứ comment, mình sẽ đáp ứng như bạn. Chúng ta chơi dạo này chơi VIP nhiều quá hoặc là chơi gì cứ lãng quên mấy khẩu này. Mấy khẩu này bắn mấy sướng này, AKGP hoặc AKWM đồ bắn sướng, chứ đừng có cầm VIP nhiều quá. Và đặc biệt những cây như Sơn Tùng TV, Sơn Stay TV, các bạn mình không cấm các bạn làm gì bởi vì mình không có quyền gì. Tuy nhiên thì bạn chơi những khẩu đó không bao giờ mà lên tay được, chơi những khẩu chỉ gọi là cầm súng ra để thả đạn thì rất là chán và trình độ không bao giờ lên được. Bạn phải chơi thật nhiều súng, nhiều loại vào. Đấy, những cái loại mà có khả năng chơi khó một tí hoặc là đấy bạn mới lên tay được chứ, cảm thấy vui hơn vì cầm những loại súng khó chơi mà mình còn cấp tốc được những khẩu dáng giá GP mình vẫn cân được VIP hết. Những con hàng Scala này bắn sướng rất đáng đồng tiền bắt gạo.
Thôi có lẽ clip kết thúc rồi, các bạn đã xem clip của mình. Xin chào mọi người nha.